Crystal Keller. Ok. Đèn đỏ rồi.
stop. Rồi, không biết đường này cho rẽ trái không đây. Sao mấy xe nó đi nè. Bị stop nè. Giống Việt Nam mình cho rẽ phải à? Ô, đi luôn. Nếu đi thì cho đi. Ồ, đi theo thôi nhá. Cảnh sát đừng phát nhá. Crystal Container 1 km nữa. Lên đèo, đẹp quá. Y như Đà Lạt quý vị ạ, mà lại có biển nữa. Quý vị nha, rồi mình tắt để mình lái nha.